Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, đà tăng giá hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc vẫn tiếp tục, đặc biệt là những vùng có mức giá thấp và hầu hết các dự báo đều cho rằng giá heo hơi sẽ tăng mạnh từ đầu tháng 9 năm 2022. Trong ngày hôm nay, mức giá phổ biến nhất ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc dao động 64 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 71 cho đến 72.000 đồng xuất hiện tuy nhiên khá ít mà chủ yếu cục bộ ở một số địa phương thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và theo ghi nhận, các tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh hay là một số địa phương ở khu vực trung du và miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay duy trì mức giá cao, cao hơn so với các địa phương khác, nhiều nơi có mức giá 68 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Và vẫn tiếp tục tăng cục bộ ở các địa phương này. Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc ghi nhận mức giá dao động trong khoảng từ 62 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Và mức giá này xuất hiện ở hầu hết các địa phương như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, sang đến các tỉnh ở khu vực phía Đông Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn. Dự báo giá heo hơi ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc tuần này ít có sự biến động bởi nguồn cung heo tương đối ổn định khi nhu cầu tiêu dùng chưa có sự biến động nhiều. Giá heo có triển vọng tăng vào đầu tháng 9 năm 2022, khi mà các trường học bước vào năm học mới, các bếp ăn tập thể cũng hoạt động trở lại. Đồng thời tháng 7 âm lịch cũng kết thúc và nhu cầu ăn chay cũng giảm, khi đó giá heo hơi sẽ tăng lên. Các tỉnh ở khu vực miền Trung cũng có những diễn biến tương tự. Cuối tuần trước, đà tăng xuất hiện ở một số địa phương thuộc khu Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An. Tuy nhiên trong ngày hôm nay không có sự biến động nhiều một số địa phương như Thanh Hóa và Nghệ An dao động trong khoảng giá 63 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Huế thì có mức giá thấp hơn. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ dao động trong khoảng 60 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg và mức giá này xuất hiện ở Phú Yên, Bình Định và Quảng Nam cũng như Quảng Ngãi. Thấp nhất phải kể đến các tỉnh ở khu Tây Nguyên. Theo ghi nhận mức giá 58 cho đến 63.000 đồng là mức giá phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực này xuất hiện ở nhiều địa phương như Gia Lai và tỉnh Con Tum. Dự báo giá hơi ở vùng miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày tới sẽ ít có sự biến động. Giá heo hơi tại các tỉnh thuộc thị trường miền Nam trong tuần trước có xuống tăng nhẹ ở một số địa phương thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ, tuy nhiên đã tăng không kéo dài sang tuần này. Hiện giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam tương đối ổn định và xu hướng này được dự báo sẽ kéo dài trong những ngày tới. Theo ghi nhận một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay, phổ biến giao quanh từ 62 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá cao hơn cả. Trong khi đó, tại thị trường miền Tây Nam Bộ, dao động trong khoảng từ 60 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi ở khu miền Tây Nam Bộ cho hay mức giá 60 cho đến 63.000 đồng phổ biến nhiều hơn so với mức giá 64 cho đến 65.000 đồng. Và đặc biệt, một số địa phương như Sóc Trăng, Bến Tre, Hậu Giang có mức giá thấp hơn so với các địa phương khác. Ngay như tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá giao quanh từ 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Cũng theo Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối hóc Môn trong buổi sáng ngày hôm nay dao động khoảng 4.700 con. Giá heo xỉ mảnh trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 70 cho đến 83.000 đồng trên 1 kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và chi tiết hơn, theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá 66 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá cao như khu vực Ba Vì của thành phố Hà Nội với mức giá 68 cho đến 70.000 đồng Hưng Yên có mức giá 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá phổ biến ở địa phương này. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu khoái châu của tỉnh Hưng Yên trong buổi sáng ngày hôm nay phổ biến giao động mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Thái Bình nhìn hơn một giá khi giao động trong khoảng 67 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 67 cho đến 71.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Ninh Giang của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay phối mức giá 68.000 đồng. Hà Nam có mức giá 65 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh 68 cho đến 71.000 đồng. Khu vực đầm hà của tỉnh Quảng Ninh trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng phối mức giá 67 cho đến 70.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá 66 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, ở huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định, nhiều chăn nuôi báo giá bình quân 67 cho đến 68.000 đồng. Cuộc Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 67 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, ở huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình có mức giá lên đến 68 cho đến 70.000 đồng. Phú Thọ với mức giá 66 cho đến 70.000 đồng. Khu vực Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá khá thấp, chỉ dao động trong khoảng 66 cho đến 68 000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên theo ghi nhận của Thanh Sơn và Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ lên đến 68 cho đến 70 000 đồng. Thái Nguyên có mức giá bình quân 65 cho đến 71 000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 65 cho đến 70 000 đồng. Nhiều chăn nuôi báo giá khu sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tam Đảo lại có mức giá thấp hơn trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi chỉ báo giá 67 cho đến 68.000 đồng. Trong khi đó Bắc Giang có mức giá khá cao trong ngày hôm nay, dao động trong khoảng 67 cho đến 71.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu hiệp hòa của tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay có mức giá 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg đối với dòng siêu bao máu loại 1. Trong khi đó, một số địa phương ở cục Đông Bắc như Cao Bằng giao động 65 cho đến 68.000 đồng. Lạng Sơn trong ngày hôm nay ít có sự thay đổi và đang giao động trong khoảng 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục văn quan của tỉnh Lạng Sơn chỉ giao động 66.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Tuyên Quang với mức giá 64 cho đến 68.000 đồng. Lào Cai giao động 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái cho ngày hôm nay phối mức giá 65 cho đến 68.000 đồng. Khuộc lục yên của tỉnh Yên Bái cho ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá bình quân 66.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình phối mức giá 64 cho đến 67.000 đồng. Bắc Cạn có mức giá bình quân 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg đối với heo đẹp. Heo xấu ở tỉnh Bắc Cạn nhiều nơi vẫn báo giá 63.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu và Điện Biên bình quân 64 cho đến 67.000 đồng trong khi đó Sơn La phối mức giá 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Sau một tuần tăng giá ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam thì trong ngày hôm nay, các tỉnh ở khu vực này khá ổn định. Theo nhận Đồng Nai, phối mức giá 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu theo nhận có mức giá 64 cho đến 65.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 62 cho đến 64.000 đồng. Bình Phước nhìn hơn một giá khi địa phương này báo giá 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Tây Ninh với mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Các địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang giao động 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Long An duy trì mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 61 cho đến 64.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay có mức giá 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Kiên Giang, với mức giá 61 cho đến 64.000 đồng. Cà Mau 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Đồng Tháp và tỉnh Cần Thơ trong ngày hôm nay giao động 62 cho đến 65.000 đồng. An Giang với mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Sóc Trăng có mức giá 61 cho đến 64.000 đồng. Vĩnh Long bình quân trong ngày hôm nay đạt 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Mức giá thấp phải kể đến các tỉnh ở khu Tây Nguyên. Trong ngày hôm nay các địa phương này có mức giá thấp nhất cả nước. Cụ thể theo quy nhận tại tỉnh Con Tum bình quân 58 cho đến 62.000 đồng. Gia Lai trong ngày hôm nay có mức giá 59 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk giao động 59 cho đến 63.000 đồng. Đắk Nông 60 cho đến 63.000 đồng và bằng so với tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Trung trong ngày hôm nay như Thanh Hóa với mức giá 63 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An giao động 63 cho đến 67.000 đồng. Hà Tĩnh có mức giá bình quân 62 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 62 cho đến 64.000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay nhỉnh hơn một giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Và Huế cũng có mức giá tương tự. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng với mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá 61 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bình Định 60 cho đến 64.000 đồng. Phú Yên 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng giá 62 cho đến 65.000 đồng. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giải hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.